Xin kính chào tất cả quý anh chị hàng. Bên cạnh anh chị, Toyota Vios phiên bản tiêu chuẩn khí thải Euro 5 thế hệ mới nhất năm 2022. Trong những ngày đầu tháng 8 này, Vios sẽ có khuyến mại rất lớn là như thế nào? Tổng khuyến mại đã lên đến hơn 40 triệu đồng. Sẵn xe đủ màu cả 4 phiên bản để giao ngay cho anh chị khách hàng kèm nhiều ưu đãi hấp dẫn. Chi tiết là như thế nào? Kính mời quý anh chị hàng hãy theo dõi cùng Văn Hội ngay bây giờ. Được Toyota Việt Nam phân phối Vios ở thế hệ mới đến 4 tùy chọn. Trước khi đi chi tiết về phần khuyến mại trong những ngày đầu tháng 8 này, lại một lần nữa thì chúng ta cập nhật rất nhanh thôi. Bảng giá niêm yết của Vios 1.5 số sàn chỉ từ 489 triệu đồng. Trong khi đó người Anh 1.5 eCVT sẽ có mức giá niêm yết là 542 triệu đồng. Và bên cạnh anh chị ở đây, Vios 1.5G mức giá niêm yết 592 triệu đồng. Nếu anh chị nào mà yêu thích sự thể thao, phấn khích đúng không ạ? Hộp số lên đến 10 cấp, tuyệt vời, Toyota Vios 1.5 GRS, mức giá niêm yết là 641 triệu đồng. Đó chính là về phần bảng giá. Còn chương trình khuyến mại thì sao? Trước tiên đến với trả góp, lãi suất chỉ từ 0,49%, thời gian vay lên đến 7 năm, vay đến 80% giá trị xe, thì chiếc Toyota Vios chỉ từ 150 triệu đồng đã nằm trong nhà anh chị rồi. Không chỉ có vậy đâu nhá, mà chúng ta mua xe trong những ngày đầu tháng 8 này, tiền mặt, bảo hiểm và phụ kiện giảm lên đến hơn 40 triệu đồng. Chi tiết là như thế nào? Anh chị hãy liên hệ ngay hotline ở phía bên dưới theo từng vùng miền để đội ngũ tư vấn xe hay của chúng tôi có cơ hội được phục vụ quý anh chị khách hàng một cách chi tiết và chu đáo nhất. Mọi thủ tục về trả thẳng trả góp thì chúng tôi sẽ hỗ trợ toàn phần, giao xe online, giao xe tận nhà, mọi thủ tục cực kỳ là đơn giản rồi. Bây giờ chúng ta ngắm nhanh một chiếc Vios trước khi đến với phần tổng giá lăn bánh trong những ngày đầu tháng 8 này. Xin mời anh chị. 5G được thiết kế với cụm đèn full LED ở phía trước kết hợp với cụm đèn sương mù công nghệ LED làm cho anh chị sử dụng xe thì tăng cái khả năng ánh sáng, giúp anh chị là lái xe an toàn hơn. Cùng với đó chúng ta có đến hai cảm biến góc trước cũng phục vụ cho việc lái xe an toàn khi anh chị đi vào những cái cung đường ngõ hẹp rất tuyệt vời đúng không ạ? Cùng với đó thì phía phần đầu xe thì chúng ta có cái phần logo mạ chrome sang trọng và sáng bóng. Không chỉ có vậy đâu ạ, ở cái phiên bản G này thì chúng ta cái mặt ca lăng ở phía trước được sơn đen bóng nổi bật. Chúng ta còn có đến hai đường gân dập nổi trên nắp capo cho khả năng khí động học cũng như là kiểu dáng thể thao. Như anh chị nhìn thấy tổng quan đúng không ạ, cái đầu xe thì gần như thiết kế như một chiếc Lexus thu nhỏ luôn ạ, quá tuyệt vời. Còn phần thân xe thì nổi bật là như thế nào, chúng ta sẽ cùng di chuyển. Đây là thiết kế phần phía thân xe của Toyota Vios phiên bản 1.5G thế hệ mới. Cái màu nâu vàng này rất tuyệt vời rồi. Không chỉ có màu nâu vàng đâu ạ, chúng ta còn có tùy chọn những cái màu sắc khác như là màu trắng ngọc trai, màu đỏ, màu ghi bạc hoặc là màu đen. Quá tuyệt vời đúng không ạ? Chúng ta có gì nào? Ở trên gương tích hợp đèn xi nhan, tích hợp trên gương với hệ thống gương cụp điện. Với cái thông số lốp là 185/60R15. Chúng ta còn có một cái điều hay nữa gì là ở thế hệ mới này chúng ta có đến cả phanh trước và phanh sau đều trang bị là phanh đĩa kết hợp với những cái công nghệ phanh như ABS, BA hỗ trợ phanh khẩn cấp hoặc là hệ thống phân bố lực phanh điện tử EBD, và chúng ta có cả hệ thống là khởi hành ngang dốc kết hợp với hệ thống cân bằng điện tử cho tất cả các phiên bản của Vios luôn. Còn phần phía đuôi sau là như thế nào, chúng ta sẽ cùng di chuyển. Đây chính là tổng quan phần phía đuôi phía sau của Toyota Vios phiên bản G cũng như các phiên bản còn lại đúng không ạ? Chúng ta ngay từ phía trên nóc xe thì chúng ta được tích hợp hệ thống anten vây cá mập cho khả năng khuếch đại sóng radio bắt FM rất tốt luôn. Chúng ta còn có hệ thống xây kính ở phía sau. Không chỉ có vậy đâu ạ, giải đèn LED ở phía trên, ở phía sau này rất nổi bật. Chúng ta còn có gì nào? Toàn bộ hệ thống đèn hậu phía sau là có giải LED căng ngang dạng lăng tét LED cho tất cả các phiên bản. Logo Vios. Cùng với đó là gì? Chúng ta có hệ thống camera lùi tích hợp với cảm biến lùi ở phía sau cho những cái phiên bản, 3 phiên bản. Trong khi đó phiên bản G thì còn có thêm 2 cảm biến góc sau cũng như là 2 cảm biến góc trước cho khả năng lái xe an toàn hơn trong những cái cung đường hẹp. Đây nó chính là tổng quan thiết kế phần phía đuôi sau. Cốp sau thì được tích hợp thêm cái nút mở ở đằng sau như thế này, lên đến 506 lít. Và một cái hay nữa là chính là ở hàng ghế sau của xe Vios là một trong những dòng xe cực kỳ đặc biệt khi mà gập phẳng
thông qua hành lý ra khoảng phía sau. Còn nội thất bên trong xe là như thế nào? Chúng ta sẽ cùng di chuyển. Hiện tại thì Văn Hội đang ngồi bên trong tổng quan giao diện mới nhất của nội thất của chiếc Toyota Vios 1.5G model mới năm 2022. Về phần an toàn như Văn Hội nói đúng không ạ? Chúng ta có đến 7 túi khí, đặc biệt nhất là túi khí ở phần đầu gối. Về phần hiển thị thì sao? Ở phiên bản G thì chúng ta có cả km/h bằng điện tử này, hệ thống cảnh báo cảm biến trước và cảm biến lùi cũng như cảm biến góc đều hiển thị được trực tiếp trên cái bảng đồng hồ digital này. Hệ thống đèn pha tự động cũng như là công nghệ đèn full LED thì anh chị đã cập nhật được rồi. Chúng ta có thoại rảnh tay, volume cũng như chuyển hệ và đặc biệt nhất hệ thống cruise control, giữ ga tự động theo hành trình. Vô lăng của Vios ở cái thế hệ 2022 này thì cái màu mạ bạc sẽ hơi trầm xuống nhé. Cũng như là chúng ta có vô lăng khâu bọc da. Hệ thống cảm biến sẽ có công tắc 6 mắt, kiểm soát lực kéo, cân bằng điện tử cũng được trang bị. Chúng ta có hệ thống giải trí lên đến 6 loa. Về phần tappi cửa thì xe trang bị luôn là tay nắm cửa mạ chrome kết hợp với chỉnh mặt gương điện, gập gương điện cũng như kính bên người lái auto. Chúng ta có 6 loa giải trí rồi, đúng không ạ? Nào, chúng ta còn có thêm gì nào? Đó chính là về phần trang bị hiện đại thì chúng ta còn có thêm chiếc chìa khóa thông minh, engine start stop và hệ thống điều hòa tự động. Điều hòa tự động được hiển thị màn hình LCD rất nổi bật. Lần này thì về phần giải trí chúng ta có màn hình chính hãng của Toyota cho khả năng kết nối CarPlay, Smart Driving, Android Auto cũng như là xem video qua USB hoặc là chúng ta có những kết nối Bluetooth, radio, FM rất tuyệt vời đúng không ạ? Hộp số thì sao? Hộp số của Toyota đã được nổi bật về sự bền bỉ rồi. Nhưng mà với cái dạng số rích rắc này thì chúng ta sẽ rất tiện. Camera có vạch dẫn hướng. Hộp số rích rắc này thì chúng ta có tích hợp thêm số M cho cái khả năng vận hành thể thao mạnh mẽ và khỏe khoắn. Đúng không ạ? Đây, nào, một lần nữa chúng ta ngắm tổng quan của chiếc Toyota Vios cũng như là về phần trang bị ghế. Xe trang bị là ghế da có lỗ thông khí. Còn phần tiếp theo là thì sao? Đó chính là phần trên la phông trần. La phông trần này của chúng ta thì màu kem rất sáng, cũng như phần gương này trang điểm. Và chúng ta có một cái khoảng không ở phía trên rất rộng và thoải mái. Anh máy quay sẽ quay tổng quan hình ảnh rộng, chi tiết để chúng ta có thể nhìn thấy được. Đây là tổng quan giao diện cực kỳ là rộng và sang trọng trên Toyota Vios. Vừa rồi đó chính là chia sẻ cập nhật bảng giá mới nhất cùng chương trình khuyến mại mới nhất của chiếc Toyota Vios trong những ngày đầu tháng 8 năm 2022. Anh chị cũng đã biết đúng không ạ? Những cái dịp mà mua xe thì Văn Hội chia sẻ luôn là đây là thời điểm vàng. Thời điểm vàng để anh chị lựa chọn mua được một chiếc xe với chương trình giá rất rất tốt. Nếu mà để từ tháng 9 trở đi đến cuối năm, lượng người mua xe rất lớn, giá xe, chương trình khuyến mại chắc chắn sẽ có sự thay đổi và không được khuyến mại nhiều. Vậy anh chị hãy tận dụng nhanh cái cơ hội trong những ngày tháng 8 tuyệt vời như thế này để chúng ta nhận được chiếc xe ngay, đủ màu, hỗ trợ cả trả thẳng và trả góp. Vios trong tháng 8 lăn bánh chỉ từ hơn 500 triệu đồng và trả góp chỉ từ hơn 150 triệu đồng. Vậy chi tiết là như thế nào? Anh chị hãy liên hệ ngay hotline ở phía bên dưới. Và đừng quên đăng ký ủng hộ kênh để không bỏ lỡ bất kể video nào. Kính chúc quý anh chị càng thật nhiều sức khỏe và luôn luôn lái xe an toàn. Hẹn gặp lại anh chị ở những clip tiếp theo. Goodbye!